Mấy hôm trước sau đang test con đây luôn. Đây nha, ngoài ra còn có một hệ thống phun đây luôn này. Đến mấy hệ thống phun luôn. Ghê gớm thiệt. Nó sương luôn nha. Đây nữa nha. Đấy. Mấy hệ thống luôn. Rất là ghê gớm. Sương luôn nha. Con bông. Lan tỏa lung tung hết. Ghê thiệt. Chúng ta rất là ghê gớm. Nó phun cao lên phải mấy mét đấy. Ghê thiệt, ghê thiệt. Đây mất một mắt. Rồi cái đó để bên em sửa lại. Đấy. Rồi cũng có ta nha, như con bông. Chị máy bơm thuốc nha. Cũng ta máy dầu. Ừ, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Rồi cánh quạt. Nó hơi vô nữa là ghê lắm. Hai cầu nha. Thắng dầu hết luôn á. Mấy bơm tích sâu của Nhật. Cái này mới nhập về luôn. Được ghê không? Chạy ăn on hai cầu. Như một con bọ. SM 500 mấy quota nha. Chúc cho coi qua tình trạng, sơ qua tình trạng động cơ của nó em nó luôn. Nó đang là mấy cái này nhá. Và máy dầu nhá. À, nó mắt rưỡi luôn, ghê lắm. Chưa dọn nha. Hồi hộp đưa lên luôn. Coi bơm nước này. Hết nước là thổi ra nha. Nó có cánh quạt đây luôn này. Quạt gió chạy một tờ điện. Bình này 500 lít. Quạt mát rưỡi, mát ghê á, quạt rất là mát nha. Đấy, dừng rồi đó, ghê thiệt. Chắc nãy cho test thử luôn cho coi.